kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18:30 chiều nay thứ tư ngày 18 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng với những tin tức thời sự được cập nhật. Chiều qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2021-2025. Tỉnh Hưng Yên hiện đã duy trì và nhân rộng được trên 2.400 mô hình điển hình dân vận khéo ở tất cả các lĩnh vực, triển khai 6 mô hình điểm chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp tại 6 xã phường. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, sau 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết, công tác dân vận đã có nhiều chuyển biến, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, huy động sức dân, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị liên tịch để thảo luận, thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2025. Theo đó, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến tiến hành trong 2,5 ngày, từ ngày 6 tháng 12 đến ngày 8 tháng 12, nhằm xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp và thông qua một số nghị quyết phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2024 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại các huyện, thị xã, thành phố diễn ra từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11 năm 2023. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung bằng mọi biện pháp nhanh nhất cấp nước sạch sinh hoạt trở lại và có giải pháp đảm bảo ổn định lâu dài cho người dân khu đô thị Thanh Hà, không để người dân phải lấy nước từ xa, từ nhiều nguồn khác nhau không bảo đảm an toàn vệ sinh. Khu đô thị Thanh Hà hiện có 23 tòa nhà với khoảng 16.000 cư dân. Theo người dân, nước bị cắt từ trưa ngày 14 tháng 10 nhưng chưa có trở lại. Lãnh đạo công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà giải thích do nguồn cung không đủ. Bình thường, nguồn từ nhà máy nước mặt sông Đuống cấp khoảng 2.000 mét khối, giờ chỉ được 700 mét khối một ngày đêm. Việc đơn vị dừng cấp nước đột ngột khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây bị đảo lộn. Trước đó vài ngày, Viện Công nghệ Môi trường thông báo kết quả xét nghiệm hàm lượng amoni trong nước sinh hoạt ở đây cao gấp 38 lần ngưỡng cho phép, hàm lượng clo cũng vượt ngưỡng hàng chục lần. Ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam đã cấm biển không cho tàu thuyền ra khơi do áp thấp nhiệt đới gây mưa dông mạnh ở vùng biển miền Trung và Bắc Biển Đông. Trong đó, tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam cấm biển từ chiều qua, Quảng Bình cấm từ 0 giờ sáng nay. Bộ đội biên phòng các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa đã thông báo hướng dẫn cho hơn 53.000 tàu thuyền với trên 220.000 người biết diễn biến, hướng đi di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh. Việc cấm biển, theo dõi chặt chẽ phương tiện nhằm phòng tránh rủi ro, khả năng hôm nay áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão cấp 8, tiến sâu vào vịnh Bắc Bộ, tương tác với không khí lạnh tăng cường và tan trên biển. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên có gần 3.000 đoàn viên thanh niên tham gia phong trào thanh niên tình nguyện. Tiêu biểu như tham gia quét vôi, tẩy xóa quảng cáo giao vặt trái phép cho 1.000 gốc cây, cột điện trên các tuyến phố, lắp giá treo cờ, gắn 320 pano tuyên truyền, góp sức ngày công xây dựng và cải tạo 35 đoạn đường thanh niên tự quản sáng xanh sạch đẹp an toàn tại phường An Tảo, Lê Lợi, Quang Trung tại thành phố Hưng Yên, phường Bần Yên Nhân, Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, xây dựng được 10 công trình thắp sáng đường quê với khoảng 400 bóng đèn LED, đóng góp 400 ngày công chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ, nhà văn hóa thôn Trầm Nhị, xã Vân Du, huyện Ân Thi. Tiếp tục với phần tin quốc tế. Theo các chuyên gia khí hậu, lượng phát thải carbon toàn cầu năm 2023 sẽ tăng khoảng 1%, đạt mức cao mới trong lịch sử. Các chuyên gia khí hậu cho rằng cần phải giảm gần một nửa mức ô nhiễm carbon trong 10 năm tới mới có thể thực hiện mục tiêu hạn chế toàn cầu nóng lên và tránh các hiện tượng thời tiết thảm khốc. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Khí hậu Quốc tế Oslo, Na Uy, lượng phát thải vẫn đang tăng lên và dự kiến sẽ tăng từ 0,5 tới 1,5% trong năm nay. Lượng phát thải carbon không ngừng tăng lên khiến cho việc thực hiện mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu trở nên khó khăn hơn.
Bộ Chuyển đổi Năng lượng Pháp cho biết mức tiêu thụ điện và khí đốt của Pháp đã giảm 12% kể từ tháng 10 năm ngoái, thời điểm chương trình bảo tồn năng lượng được khởi động ở nước này. Giá khí đốt tăng lên mức cao nhất trong lịch sử trong cuộc khủng hoảng năng lượng năm ngoái và lo ngại về tình trạng mất điện do nguồn cung giảm. Pháp đã phát động chương trình bảo tồn năng lượng nhằm giảm mức tiêu thụ điện xuống 10% vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Chuyển đổi Năng lượng Pháp, nước này đã vượt mục tiêu khi khung thời gian chỉ trôi qua một nửa, giúp đất nước ở vị thế tốt hơn so với năm 2022 và xóa bỏ nguy cơ mất điện trong mùa sưởi ấm sắp tới. Quan chức Pháp cũng lưu ý cần tiếp tục nỗ lực cắt giảm hơn nữa để mối đe dọa thiếu hụt năng lượng không tái diễn trong tương lai. Ngày 16 tháng 10, mức nước sông Amazon ở khu vực chảy qua trung tâm rừng nhiệt đới ở Brazil đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong hơn một thế kỷ qua, trong bối cảnh hạn hán nghiêm trọng ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng, cũng như cuộc sống của hàng trăm nghìn người dân Brazil tại đây. Tại cảng Manaus, bang Amazonas, nơi hai dòng sông Rio Negro và Amazon giao nhau, nước sông được ghi nhận ở mức 13,59m, thấp hơn đáng kể so với mức 17,60m ghi nhận cách đây một năm. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ khi số liệu này bắt đầu được thống kê vào năm 1902, vượt qua mức thấp nhất mọi thời đại ghi nhận trong năm 2010. Cơ quan phòng vệ dân sự của bang Amazonas cho biết, tình trạng hạn hán đã ảnh hưởng đến 481.000 người trong khu vực, cũng như làm nhiều nhánh sông Amazon khô cạn nhanh chóng, khiến tàu thuyền bị mắc cạn và gián đoạn nguồn cung thực phẩm, nước uống tới các ngôi làng hẻo lánh. Hóa trang là hoạt động được yêu thích trong lễ hội truyền thống Halloween diễn ra ngày 31 tháng 10 hàng năm. Không chỉ con người, một lễ hội hóa trang Halloween độc đáo dành cho thú cưng vừa diễn ra ở thủ đô Lima của Peru. Sự kiện thu hút hàng chục chú chó trong trang phục sáng tạo, lộng lẫy với chủ đề Halloween. Ban giám khảo sẽ cân nhắc tính độc đáo, sáng tạo và sự tham gia của gia đình trong việc chế tạo trang phục và màn trình diễn trên sàn diễn. Cuộc thi diễn ra hàng năm tại Lima vào dịp Halloween. Và nhờ cuộc thi, các chủ sở hữu thú cưng và các chú chó cũng trở nên gắn bó và thân thiết hơn. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.